Bây giờ mình sẽ tới ở trước để mà mình hái rau cải nha các bạn. Rau cải mình trồng á. Rau rất là non các bạn. Bây giờ mình sẽ hái rau cải này vô để mà mình ăn với bánh xèo các bạn ha. Hôm nay mình sẽ đúc bánh xèo. Cải rất là non các bạn. Cải này mà ăn với bánh xèo thì ngon lắm đây mọi người ạ. Còn ở trên này nữa các bạn. Trên này thì mình sẽ không hái các bạn ha, để lần sau hái chứ, bởi vì nhiều quá ăn không hết các bạn. Đây mình đã hái được bao nhiêu rau cải này các bạn. Rau này là rau cải cây đó các bạn. Chào mừng mọi người và các bạn đã trở lại với gian bếp nhỏ của mình hôm nay. Hôm nay mình sẽ nấu món bánh xèo các bạn. Bánh xèo tôm ha. Ở đây thì mình đã có chuẩn bị một gói bột bánh xèo các bạn, hương xưa. Và bên này là mình đã có chuẩn bị 300 g tôm các bạn. Tôm này thì mình đã làm sạch và ướp nước mắm rồi đó mọi người. Và bên này là rau cải mình mới hái ở ngoài vườn vào các bạn ha. Kèm theo đó là chanh nè, ớt nè, đường nè, bột ngọt, nước mắm các bạn. Và bên này là rau các bạn ha. Rau này là rau mà mình trồng đó mọi người. Hôm nay là thì cũng đã thu hoạch được rồi đó các bạn. Rau giá ha. Một tí nữa thì mình sẽ lấy một ít để mà mình đổ bánh xèo ăn các bạn. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành đi rửa rau thôi mọi người, pha bột để mình làm bánh xèo thôi. Bây giờ mình sẽ xem thử bánh xèo của chúng ta đã chín cho mọi người ha. Rất là thơm luôn, rất là vàng luôn. Bây giờ mình sẽ vớt ra mọi người. Bánh rất là vàng các bạn. Giờ, tương tự như vậy mình sẽ cho dầu ăn vào. Cho hành vào các bạn và cho giá ra. Đầy 5 phút các bạn, chờ bánh chín ha. Tương tự như vậy, bây giờ mình sẽ thăm bánh các bạn. Bánh rất là vàng luôn mọi người. Rất là vàng luôn. Bây giờ mình sẽ vớt bánh ra. Như vậy mình sẽ cho tôm vào các bạn. Các bạn ăn tôm nhiều thì bỏ tôm nhiều ha, ăn tôm ít thì bỏ tôm ít.
Giờ thì mình sẽ cho bột vào mọi người. Mình đậy nắp lại. Tương tự như vậy mình sẽ thăm bánh chín chưa. Bánh rất là vàng các bạn, rất là ngon luôn. Bây giờ thì mình sẽ vớt bánh. Tương tự như vậy mình sẽ cho tôm vào. Tương tự như vậy mình sẽ xem bánh các bạn. Bánh rất là vàng luôn các bạn. Các bạn xem. Bánh rất là vàng mà rất là thơm luôn. Và đây đã có một đĩa bánh xèo các bạn. Rất là giòn, rất là thơm mọi người. Bên này thì rau cải các bạn ha. Cải này là cải cây, mình sẽ ăn với bánh xèo các bạn. Và bên này là một chén mắm thần thánh của mình, chua cay mà ngọt các bạn, để chấm với bánh xèo ha. Và bên này là măng cụt các bạn. Một đĩa măng cụt rất là tươi luôn mọi người. Xin chào tất cả mọi người và các bạn đã trở lại với mình ngày hôm nay ha. Hôm nay thì mình cũng đã làm xong cái món ăn cho mình rồi đó mọi người. Đây là bánh xèo các bạn ha. Bánh xèo tôm. Bên này là rau cải các bạn. Cải này là cải cây mình trồng đó mọi người. Bên này là măng cụt. Và đây là một chén mắm chua cay mà ngọt để mà mình ăn chung với bánh xèo các bạn ha. Rất là ngon luôn. Nghe cái mùi nước mắm thì đã đói bụng rồi mọi người. Bây giờ mình mời tất cả các bạn và mọi người vào bàn ăn bánh xèo với mình ha. Mời mọi người. Rất là ngon các bạn. Bánh xèo mà cuốn với rau cải đó các bạn, cải cây á, thì rất là ngon luôn các bạn. Ngon quá. Hôm nay các bạn nào ăn bánh xèo giống mình không? Ngon quá các bạn. Cải của bánh xèo quá ngon luôn.
Ngon lắm mọi người. Ngon quá. Ngon quá. Mắm rất là cay các bạn, cay mới ngon nha mọi người. Mình thì mình ăn cay lắm. Ngon quá các bạn. Rất là ngon các bạn. Thank you.
mọi người, ngon no các bạn. Ăn ba cái bánh xèo no mọi người. Bây giờ mình sẽ ăn măng cục các bạn. Măng cục rất là ngon các bạn. Chua một chút các bạn, ngọt rất là ngon luôn. Ngon quá. Tì tì. Mấy đứa cháu các bạn rất là ồn luôn. Ở bên mình chưa học sinh chưa có đi học mọi người. Cháu nó về là chơi á. Rất là ồn. Ngon quá các bạn. Mất ra mọi người. Ăn cục trái nhỏ cũng ngon các bạn, trái lớn cũng ngon.
ngon mà no các bạn. Ăn ba cái bánh xèo no mọi người. Tráng nộm ha các bạn, rất là ngon luôn, mang cục rất là ngon. Ngon quá các bạn, chua chua ngọt ngọt, ăn no luôn các bạn. Ngon quá.
các bạn. Các bạn ăn ba cái bánh xèo với là một đĩa bánh cục, ăn còn có mấy quả các bạn, rất là no luôn. Thì cái bữa ăn bánh xèo Việt Nam của mình cũng xin kết thúc tại đây các bạn ha. Mình xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người, cảm ơn các bạn để yêu mến kênh của mình. Các bạn nhớ like, nhớ share, nhớ ủng hộ mình ha. Mình sẽ hẹn lại gặp lại các bạn và mọi người ở những video tiếp theo. Còn bây giờ thì mình xin bye bye và hẹn gặp lại. Thank you mọi người.